Hello mọi người, thì dạo gần đây vua đèn LED nhận được rất nhiều câu hỏi là dây LED của bên mình có thể trang trí, dán được ở sau gương tạo thành cái ánh sáng backlight của gương như thế này không? Thì là có nha, đây là sản phẩm dây LED bên mình đã dán sau một cái gương. Thì cái gương này khi mà mua ở trên thị trường về nó sẽ rơi vào tầm 500k. Nhưng mà cùng với cái gương loại này mà có ánh sáng backlight như kiểu màu vàng hoặc màu trắng thì nó sẽ rơi vào tầm 8 đến 900 nghìn, đắt hơn tận 3 đến 400 nghìn liền. Tốn rất nhiều chi phí, nhưng mà chỉ với hơn 100 nghìn mua cái dây LED ở bên vua đèn LED thôi và 10 phút để mà dán thì các bạn sẽ sở hữu được một cái gương mà có backlight 16 triệu màu. Các bạn thích chỉnh màu gì cũng có nhá, từ xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím luôn, chưa kể nó có thể nháy được theo nhạc nữa. Thì để mà thi công một cái gương có backlight với cái chi phí cực rẻ như này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn nha. Ok, để dán được cái dây LED này sau cái gương tạo hiệu ứng backlight ấy, thì việc đầu tiên là chúng ta là xoay lại cái gương này. Tiếp đến chúng ta dùng một cái rẻ sạch lau hết bụi các cạnh của cái gương đi để tạo được cái độ sạch bề mặt dây LED, nó sẽ bám dính được tốt hơn và bền hơn. Sau đó chúng ta sẽ bóc băng keo đi từ từ dây LED xung quanh hết cái gương, bề mặt sau của cái gương. Các bạn lưu ý những cái chỗ gấp khúc này, các bạn phải gấp khúc tạo cái độ uốn của nó để cho dây LED nó không bị hỏng nhá. Nếu mà các bạn gấp khúc một cách mạnh quá như kiểu bóp lại nó 180 độ thì tỷ lệ chết LED nó rất là cao. Các bạn để dư ra cái độ vòng cung của nó. Tiếp đến là đi sau hết cái gương. Và cuối cùng là còn dư ấy, thì các bạn dán chéo ở đằng sau cái gương luôn. Ok, và sau khi hoàn thành ấy, chúng ta sẽ được một cái gương cực kỳ đẹp, có hiệu ứng backlight như thế này, ánh sáng backlight như thế này, đó. Và chuyển được 16 triệu màu luôn, dừng lại màu gì cũng được luôn. Thậm chí là nó có cả chế độ cảm âm theo mỡ, theo âm thanh luôn. Đó, và giá cực kỳ rẻ. Các bạn chỉ mất thêm được hơn 100 nghìn thôi, có thể sở hữu được em nó rồi. Nếu mà bạn nào mà muốn mua đèn LED để mà trang trí gương ấy, có thể tham khảo đường link ở dưới phần mô tả nhá. Còn nếu thấy video này hay bổ ích ấy, thì tặng mình một like, một subscribe nha. Và cảm ơn mọi người, bye bye.